vết thương nhất mới đủ sức làm con sói đầu đàn. Có người trong nghịch cảnh càng không được phép chịu đầu hàng. Trong đầu là vàng, lửa trong tim, dưới chân sỏi đá, không có ai. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm cái hiệu ứng kiểu như thế này của đèn bóng. Rồi nếu như đây là lần đầu anh đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống chút xíu, nhấn nút subscribe, nút đăng ký và like video này. Ok rồi. Ở trong cái video này thì mình sẽ sử dụng cái stock một bạn mình quên mất tên, mình xin lỗi chủ cái người chụp này nhé. Thì nếu được anh em inbox comment giúp mình tên người chụp này để mình cập nhật vô cái ở dưới phần description tác giả của bức ảnh ha. Rồi thì cái cách để chúng ta làm cái hiệu ứng như kiểu ở trong cái MV 1 triệu like của Denvo á thì nó rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên là cái hiệu ứng này anh em gặp rất là nhiều và thực tế nó rất phù hợp cho những cái ảnh mà anh em muốn làm cho nó có một chút cái hiệu ứng kiểu như là hồi xưa á, kiểu thế. Thì cái lens hồi đó nó không có được gọi là trong vắt như bây giờ mà nó hơi mờ mờ chút xíu chẳng hạn vậy, thì nó sẽ ra cái hiệu ứng kiểu như thế. Hoặc là anh em làm những cái hiệu ứng lên màu theo kiểu là của TVB Đài Loan á, phim Đài Loan kiểu thế, nó sẽ ra. Thì cách làm nó cực kỳ đơn giản luôn, ảo lòi nhưng mà dễ lắm. Rồi đầu tiên á, chúng ta sẽ làm công việc đơn giản, bấm Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K, Ctrl J ha. Và sau đó các bạn vào Filter, chọn Blur, chọn Gaussian Blur. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ tăng cái độ blur lên làm sao cho nó gọi là nó vừa đủ mất đi những cái chi tiết để anh em không còn nhìn rõ chi tiết kiểu như này. Ví dụ thế, tùy hình nhé. Như hình này mình đang để 31.7, tất nhiên là không phải nào cũng vậy đâu. Mình không có theo cái công thức kiểu vậy. Nhưng mà đại khái là ở đó gì nó hơi mờ mờ như vậy thôi. Và anh em click OK. Rồi, sau khi OK rồi thì bây giờ công việc của anh em đơn giản thôi, giảm opacity xuống. Ha, giảm xuống là ngay lập tức anh em sẽ có cái hiệu ứng glow như vậy. Nhưng mà để cho nó gọi là nó tự nhiên hơn, nó không có đều hoàn toàn, nó không có blur toàn bộ, thì chúng ta sẽ phải làm một cái công việc đơn giản thôi, là chúng ta sẽ tạo cái layer mask. Sau đó các bạn sẽ bôi một chút xíu đi cho nó hơi bất ổn chút xíu. Thì công việc các bạn sẽ click vô cái layer mask ngay phía dưới này ha, cái hình gọi là hình chữ nhật, xong có cái hình tròn add layer mask đó. Hoặc là các bạn vào trong layer layer mask và chọn là review all thì chúng ta sẽ tạo ngay được một cái layer mask kiểu như này đó. Ở đây các bạn sẽ sử dụng cái brush brush tool này, màu đen, size lớn lớn chút xíu, size tầm lớn hơn nữa đi 2000 đó kiểu thế. Rồi flow để giảm xuống, opacity giảm xuống luôn, màu đen nhé. Rồi click chuột phải chọn hardness là 0%, ok chưa? Và chúng ta chỉ việc click nhẹ, kéo nhẹ vài cái thôi đó, kiểu thế là chúng ta sẽ có một cái nó hơi nó không đều, hiểu không? Có cái chỗ thì nó mờ nhiều, có chỗ nó mờ ít, cái chỗ mà mình bôi ấy, nó mờ ít lắm. Cái hình chúng ta nó sẽ rất là tự nhiên. Các bạn sẽ bấm Ctrl Shift E, các bạn lưu lại file JPEG thôi ha, thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng nó rất là đẹp như thế này. Thì đây là trước và đây là trước này và đây là sau, thấy không? Trước này, đây là trước chứ, và đây là sau đó. Nó sẽ có cái hiệu ứng mờ mờ kiểu như là cái clip của Denvo, đơn giản là như vậy thôi. Chúc các bạn có một ngày thật là tuyệt vời và những ngày đầu cuối năm như này 2020, mình chúc anh em có thật nhiều niềm vui và có những